Chào mừng các bạn đã quay lại với Nghề Trader. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, ngày 14 tháng 6 năm 2021. Thị trường crypto vừa đóng cửa nên tuần, và như thường lệ chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Một Vòng Crypto và cùng xem xét lại những diễn biến đáng chú ý diễn ra trên thị trường tiền điện tử trong tuần qua, cũng như là xem trong tuần này chúng ta sẽ có những diễn biến gì đáng chú ý và có những kịch bản nào tiềm năng để có thể chờ đợi tín hiệu giao dịch. Tất cả thì đều là quan điểm cá nhân và không phải là kèo hay lời khuyên đầu tư. Các bạn hãy xem với tính chất tham khảo và kết hợp cùng hệ thống của các bạn để có thể giao dịch tốt hơn. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu bằng vốn hóa của thị trường. Trên đồ thị tuần thì chúng ta tiếp tục có một cây nến Doji trên đồ thị tuần này, và giá đóng cửa bên trên Kijunsen. Đám mây tương lai thì vẫn là mây tăng, Spana thì vẫn hướng lên nhẹ một chút, Span B đi ngang, Tenkan-sen đi ngang, nên là chúng ta về dài hạn thì vẫn tương đối lạc quan bởi vì nó vẫn ở bên trên Kijun. Tuy nhiên về đồ thị ngày thì sao? Hiện ngày thì chúng ta vẫn đang trong một xu thế giảm dài hạn trên đồ thị ngày, nhưng giá vẫn đang ở bên dưới đám mây Kumo. Tuy nhiên thì nó đã hiện giờ thì nó đang ở bên trên Tenkan Kijun, thể hiện là về ngắn hạn và trung hạn thì đã thị trường tương đối lạc quan cho việc tăng giá. Nó vẫn đang ở trong một sóng P của Ichimoku Ginkgo Hyo, nên là nó có thể đi lên hoặc đi xuống. Ở trong những trường hợp như này thì chúng ta có thể đơn giản là đứng ngoài và chờ đợi thị trường breakout theo một hướng để sau đó chờ đợi tín hiệu giao dịch, hoặc là có thể follow theo xu thế trên các đồ thị nhỏ hơn. Ở TH4 chúng ta thấy là nó vốn hóa của thị trường vừa có một nhịp tăng tương đối tốt và phá được Kumo của H4 này. Tuy nhiên thì vẫn còn quá sớm để có thể nhảy vào thị trường vào lúc này. Chúng ta cần phải có những nhịp tăng tiếp tục để Chico vượt khỏi đường giá này. Đám mây to tăng về độ lớn và kích thước và độ dài này. Tốt nhất là Tenkan Kijun đều hướng lên và thoát khỏi Senko Span B. Thì đó, chúng ta có thể lạc quan cho một nhịp tăng có thể ít nhất về đến khu vực trendline của sóng P trên đồ thị daily. Vậy nên là chúng ta thấy là hiện tại thì vốn hóa thị trường tương đối lạc quan. Tuy nhiên thì vẫn hết sức cẩn thận vì chúng ta vẫn đang trong một sóng P và vẫn đang trong một xu thế giảm dài hạn trên đồ thị daily, nên nó có thể sẽ tiếp tục giảm giá trong tuần này và kéo theo đó là những nhịp giảm tiếp tục của toàn thị trường. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với market cap của Bitcoin. Một tuần tăng giá rất là tốt của market cap khi mà nó đã bật tăng từ vùng 40 mốt và tiến vào khu vực Kumo của daily ở mức 45, tức là nó tăng tới 10% giá trị trong vòng vài ngày. Sau khi nó quay vào Kumo này, chúng ta có một nhịp giá đóng cửa bên dưới, sau đó quay lại retest lại vùng Spana tại đây. Giờ thì Bitcoin Dominant khá là lạc quan và nhiều khả năng nó sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới của tuần này. Đồ thị H4 đang cho một xu thế tăng tương đối là rõ ràng, và nó cũng vừa phá được mức cao của ngày hôm kia ở mức 45.74, và hoàn toàn xu thế tăng có thể tiếp diễn và chúng ta sẽ tiếp tục chứng kiến vị thế của Bitcoin được gia tăng trong tuần này. Nên là nhận định của mình đó là Bitcoin market cap sẽ tiếp tục đi lên trong tuần này. Ok, sau đây chúng ta sẽ đến với top 10 các cặp tiền điện tử của tuần này. Chúng ta chỉ có một sự thay đổi, đó là Litecoin thay cho Link. Bởi vì hầu hết các cặp altcoin thì đều đi ngang trong tuần vừa rồi. Và trong tuần này cũng vậy, chúng ta thực sự là ngoài Bitcoin có một số diễn biến đáng chú ý ra thì hầu hết các cặp altcoin đều không có gì đặc biệt. Và mình sẽ nói về các cặp altcoin trước, sau đó mình sẽ nói kết thúc bằng Bitcoin. Bởi vì Bitcoin thì có nhiều điều để nói hơn. Và nhiều khả năng ta sẽ có thể chứng kiến những nhịp tăng của Bitcoin trong tuần này. Ok, ta sẽ bắt đầu bằng Ethereum. Hiện giờ thì tại đồ thị daily nó vẫn đang trong một xu thế giảm dài hạn khi mà giá vẫn ở bên dưới Kumo. Tenkan thì vừa giao cắt
lên đối với Kijun. Tuy nhiên thì giá vẫn đang ở giữa Tenkan Kijun, thể hiện một xu thế không có trên đồ thị daily, và tổng quan thì nó vẫn đang là đi ngang mà thôi. Chico Span thì đang ở vùng giá trong quá khứ này. Với những tình trạng thị trường như này thì tốt nhất là đi nước ngoài. Ở H4 cũng vậy, ở H4 chúng ta thấy là đám mây phẳng và Kijun phẳng, ta sẽ chưa có xu thế. Giờ thì giá đang bị kháng cự bởi khu vực Kumo của H4 này. Nó có thể sẽ tiếp tục đi xuống, hoặc trường hợp nếu nó phá lên thì có thể nó sẽ quay về vùng trendline này. Nên là tốt nhất với Ethereum thì cá nhân mình sẽ chờ nó breakout. Và tốt nhất là nó sẽ phá được Kumo. Thì đó thì chúng ta có thể có một tín hiệu Sanyaku Koten của Ichimoku Kinkohyo. Khi mà hiện giờ chúng ta đã có một sự giao cắt đầu tiên, đó là Tenkan cắt lên Kijun. Chúng ta còn cần hai sự giao cắt nữa, đó là Chico Span cắt lên khỏi đường giá này và giá cắt lên khỏi Span B. Thì đó chúng ta sẽ có 1, 2 và 3 sự giao cắt của các thành phần của Ichimoku Kinkohyo và tạo nên một tín hiệu Sanyaku Koten, tín hiệu tăng giá của Ichimoku. Tuy nhiên thì để tín hiệu diễn ra thì chúng ta cần tương đối nhiều thời gian, chúng ta cần phải chờ đợi thêm. BNB tương tự, hiện giờ giá vẫn đang ở dưới đám mây này. Chúng ta thấy là trong tuần vừa qua giá di chuyển hết sức là không có một hướng đi nhất định và lên xuống một cách vô tổ chức, nên tốt nhất là chúng ta nên tránh xa trong những trường hợp này và chỉ mua vào khi mà nó phá được vùng 433 này. Khi đó thì có thể nó sẽ phá được Kumo của daily. H4 hiện giờ thì giá cũng đang đi ngang mà thôi. ADA tương tự, chúng ta cũng đang trong một xu thế đi ngang trên đồ thị daily. Chúng ta có thể nhìn thấy tương đối rõ ràng theo hướng của đám mây, chúng ta thấy là đám mây hoàn toàn là phẳng và không có một xu thế. Hiện giờ thì chúng ta sẽ chỉ nên giao dịch khi mà nó có thể phá được chiếc hộp này, một vùng giá đi ngang. Nếu nó phá xuống vùng 1.3324 thì có thể nó sẽ tiếp tục giảm và quay về vùng đáy cũ. Còn trường hợp nó phá được Kumo và phá được vùng kháng cự 1.8863 này thì chúng ta nên chờ đến lúc đó thì mới nghĩ đến việc mua vào. Dogecoin, rõ ràng nhìn những đồ thị như này thì chúng ta nên bỏ qua để tiết kiệm thời gian, nên tập trung vào những cặp đang có xu thế. Bởi vì khi giao dịch trong những tình huống như này thì thắng nhiều hơn thua, và một trader chuyên nghiệp thì sẽ biết thời điểm nào nên giao dịch và những thời điểm nào không nên giao dịch, và những thời điểm như thế này là những thời điểm không nên giao dịch trên thị trường. Tương tự với XRP thì xu thế còn ủng hộ việc giảm giá nhiều hơn, bởi vì chúng ta thấy là Kijun hướng xuống này, đám mây hướng xuống này, Chico ở bên dưới đường giá này, và giá thì đang ở bên dưới Tenkan Kijun và hiện giờ nó đang tiếp tục phá Tenkan đi xuống này. Nếu ngày hôm nay tiếp tục là một ngày giá đóng cửa bên dưới Tenkan thì chúng ta có thể kỳ vọng nhịp giảm tiếp theo của XRP. Với XRP thì chúng ta sẽ chưa có tín hiệu mua bán. DOT tương tự, sóng P trên đồ thị daily và nó có thể đi lên hoặc đi xuống. Đám mây đang là đám mây giảm này, Kijun hướng xuống này, Chico thì chồng lấn lên giá quá khứ nên là chúng ta nên tránh xa. Cá nhân mình sẽ tránh xa. H4 thì cũng rất là giống với các đồng altcoin, nó đang được kháng cự bởi Kumo và nó có thể sẽ tiếp tục đi xuống trong những ngày tới. Uni bỏ qua thôi các bạn. Bitcoin Cash, các bạn có thể nhìn thấy là với những cây nến như này thì rõ ràng chúng ta thấy là thị trường gần như đi không có một hướng đi nhất định, và nó thể hiện cái sự gọi là cực kỳ lưỡng lự, cũng như là cái khối lượng giao dịch thấp của các trader trong những ngày vừa qua đối với Bitcoin Cash. Nên là chúng ta tốt nhất nên bỏ qua mà thôi. Ít nhất chúng ta cần chờ, nếu để giao dịch thì chúng ta cần chờ nó phá lên và đam mê H4 này và thể hiện một xu thế tăng. Trong tuần trước nữa thì chúng ta thấy nó cũng đã một lần phá được Kumo của H4 này. Nhưng sau đó thì sau khi nó phá lên này thì Tenkan Kijun đi ngang và đám mây tương lai cũng không thể giao cắt tăng, do vậy nên là nó tiếp tục đi xuống. Hiện giờ thì nếu để giao dịch đối với cặp này thì chúng ta bắt buộc cần chờ giá phá được Kumo đi lên này, Chico phá lên và ở bên trên đường giá, và tốt nhất là bên trên Kumo. Tenkan giao cắt hướng lên đối với Kijun này, và cả hai đường đều hướng lên, và cuối cùng đó là đám mây chuyển thành đám mây tăng. Khi đạt đủ tất cả các điều kiện này thì chúng ta mới nên nghĩ đến việc mua vào.
còn hiện giờ thì nên đứng ngoài mà thôi. Litecoin hoàn toàn tương tự thôi, chúng ta nhìn những hành động giá này tốt nhất là nên đứng ngoài mà thôi. Như vậy tổng quan thị trường altcoin thì hầu hết các cặp đều không có xu thế và nên mình sẽ đứng ngoài trong tuần này. Sau đây chúng ta sẽ nói về nhân vật chính của ngày hôm nay và cũng là cặp đồng tiền điện tử có tiềm năng nhất trong tuần này đối với quan điểm của mình. Mặc dù hiện giờ chúng ta thấy là trên đồ thị daily chúng ta vẫn đang trong một xu thế giảm dài hạn, khi mà đám mây tương lai thì vẫn đang là đám mây giảm, giá thì vẫn ở bên dưới Kumo. Tuy nhiên thì chúng ta cũng có một số sự lạc quan trong ngắn và trung hạn, thể hiện qua việc là giá đã phá được Tenkan và Kijun hướng lên này. Chico thì nhập vào đường giá trong quá khứ này và nó có thể xuyên lên. Hiện giờ chúng ta đang có một sóng N tăng, đó là phân tích theo lý thuyết sóng của Ichimoku. Và còn một yếu tố nữa đó là các chu kỳ thời gian. Ta thấy là các đỉnh đang được tạo theo chu kỳ 8 ngày. Nên chúng ta có thể dự báo đỉnh tiếp theo sẽ có thể diễn ra vào khoảng ngày 17 đến ngày 18. Và dựa trên phân tích sóng này, thì chúng ta đang trong một sóng N tăng này, kết hợp theo phân tích các chu kỳ thời gian theo chu kỳ 9 đến 8 ngày, thì chúng ta có thể đưa ra kịch bản đó là Bitcoin có thể tạo đỉnh vào khoảng ngày thứ 5, thứ 6 tuần này và nó có thể quay về khu vực Kumo. Tất nhiên kịch bản có thể thay đổi khi mà nó có thể phá xuống này, sau đó có một nhịp hồi tạo đỉnh vào ngày này, sau đó tiếp tục đi xuống. Tuy nhiên mình thiên về kịch bản nó đi lên nhiều hơn. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta sử dụng phân tích đa khung thời gian và chúng ta còn có đồ thị H4. Đồ thị H4 chúng ta đấy là nó đang trong một xu thế tăng tương đối đẹp này. Và chúng ta sẽ chờ những nhịp hồi để mua vào, hoặc các bạn có thể, nếu các bạn chấp nhận rủi ro thấp và an toàn, chúng ta có thể vào lệnh ngay thời điểm hiện tại, slope bên dưới khu vực này khoảng 11,6%, hoặc có thể slope khoảng 12% đi cũng được, 12%. Sau đó các bạn sẽ dựa vào đây các bạn tính toán khối lượng giao dịch. Ví dụ vốn của các bạn là 1.000 đô chẳng hạn, thì bạn sẽ tính toán làm sao để khi mà nó hit stop loss thì các bạn sẽ mất từ 1 đến 2% tài khoản của các bạn. Đó là cách giao dịch quản lý vốn mà rất nhiều trader chuyên nghiệp trên thế giới sử dụng. Còn tất nhiên các bạn có thể giao dịch theo cách quản lý vốn của riêng các bạn với mức độ khối lượng lớn hơn, nhưng mà hãy lưu ý một điều là khối lượng lớn thì thua lỗ cũng sẽ lớn, và các bạn nên tùy vào cái khẩu vị rủi ro và nên có một kế hoạch quản lý vốn thật là tốt để có thể đi được một con đường dài đối với nghề trader này. Hiện giờ trên H1 chúng ta thấy là đang trong một xu thế tăng này, tuy nhiên đám mây vẫn còn tương đối nhỏ nên chúng ta có thể chờ những cú hồi. Trong đấy thì H1 có thể nó sẽ quay về Tenkan Kijun, hoặc có thể sử dụng Fibo retracement, có thể nó sẽ quay về các vùng Fibo này, đó là vùng Kijun tại mức khoảng 37.000 hoặc là vùng 37.100, khoảng 37.600 đến 37.001 đến 37.600, thì nó giá sẽ có những cú hồi về khu vực Kijun này. Sau đó khi mà nó có dấu hiệu tạo đáy thì chúng ta có thể entry tại đây. Slot bên dưới đám mây khoảng 35.000 thì có thể thời điểm đó chúng ta sẽ có những tỷ lệ risk reward tốt hơn, chúng ta có thể slot ngắn hơn khoảng 7%. Tổng quan thì với Bitcoin mình hy vọng và dự báo một nhịp tăng dựa trên các thông tin mà thị trường mang đến, chứ không phải là chúng ta nhắm mắt đoán bừa. Ta ở với Ichimoku thì chúng ta sẽ không bao giờ dự đoán, mà chúng ta sẽ dự báo dựa trên 5 đường thành phần của Ichimoku này và 3 lý thuyết, đó là lý thuyết thời gian, lý thuyết sóng và lý thuyết mục tiêu giá. Ok, và mình sẽ xin được kết thúc chương trình một vòng crypto của thứ hai ngày 4 tháng 6 này tại đây. Chúc các bạn một tuần giao dịch với nhiều lợi nhuận trên thị trường và xin được gặp lại trong các chương trình tiếp theo của Người Trader trên con đường trở thành một trader chuyên nghiệp.